Chào mừng các bạn trở lại với kênh Việt Channel TV. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trước cổng Dinh Độc Lập. Dinh Độc Lập nằm ở trên đường Lam Kỳ Khởi Nghĩa và tọa lạc trên một miếng đất rộng tới 15 hecta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tham quan Dinh Độc Lập và chúng ta sẽ cùng khám phá về một cái bí mật rất là quan trọng, đó chính là phong thủy của Dinh Độc Lập. Dinh Độc Lập được xây từ thời Pháp thuộc với cái tên ban đầu là Lorodom. Có ý kiến giải thích rằng tên Lorodom là do Dinh làm đầu con đường có tên là Lorodom, chứ không có liên quan gì đến ông Lorodom Sihanouk của Campuchia. Đến thời kỳ nước Pháp trao trả nền độc lập giả hiệu cho Bảo Đại thì Dinh được đổi tên là Dinh Độc Lập. Có lẽ cái Dinh này cũng là một trong số ít những công sở được dân chúng quan tâm, bàn tán nhiều nhất. Người ta chú ý tới nó vì nhiều những câu chuyện liên quan tới phong thủy. Trong cuốn sách Thiệu Kỳ, một thời hãnh tiến về một thời suy vong của nhà báo Lý Nhân. Ông là một trong những cái nhân chứng sống của chế độ Sài Gòn và cho biết rằng dân chúng đồn rằng Dinh nằm trên một mảnh đất rất là hung hiểm, cho nên hầu hết những chính khách ở trong Dinh chẳng ai có sự nghiệp lâu dài và bền vững. Và người ta cũng dẫn chứng từ các ông toàn quyền Pháp mà điển hình đó chính là ông Elie. Khi làm cho cao ủy đóng ở Dinh Lorodom thì quân Pháp thua liền xiển ở Điện Biên Phủ, phải rút về nước. Cho đến ông Diệm làm tổng thống cũng được 95 thì bị đảo chính và bị phong mạo. Hơn thế nữa, trong 95 cầm quyền ông Diệm cũng một lần suýt chết trong Dinh, đó là vào ngày 27 tháng 2 năm 1962. Ông bị hai phi công của phe đảo chính đã lém bom vào Dinh làm sập cánh trái của Dinh. Tuy không có tổn thất nào về con người, nhưng cuộc lém bom đó cũng đã làm người sống và làm việc trong Dinh một phen hú vía. Sau đó ông Diệm cũng quyết định phá Dinh và xây lại mới hoàn toàn. Công việc thiết kế được giao cho kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, một người tốt nghiệp trường kiến trúc danh tiếng ở Paris và là người Việt Nam đầu tiên được nhận giải Khôi Nguyên Roma. Nhưng mà khi Dinh chưa thi công xong thì anh em ông Diệm đã bị phe đảo chính giết chết. Theo sau ông Diệm, chính trường Sài Gòn bị khủng hoảng chỉ trong 2 năm mà cả chục chính phủ cứ lập lên rồi lại sụp đổ. Và đến khi ông Nguyễn Văn Thiệu thâu tóm được quyền lực thì tình hình mới được ổn định. Vào ngày 30 tháng 6 năm 1966, Dinh khánh thành và ông Thiệu dọn vào ở trong Dinh. Người ta tính rằng kể từ khi ông dọn vào đến khi ông phải tháo chạy ra nước ngoài, ông Thiệu cũng chỉ ở trong Dinh được 9 năm. Và trước khi nó rơi vào tay của quân giải phóng thì nó cũng đã bị lém bom một lần nữa, nhưng may mắn chỉ bị hỏng phần cầu thang. Và những ẩn ý của người thiết kế Dinh là 1966, trong lễ khánh thành Dinh mới, ông Ngô Viết Thụ, tác giả người thiết kế ra Dinh Độc Lập, đã phát biểu tóm tắt thiết kế của mình. Trong đó nhiều ý kiến tới nay vẫn được dẫn lại trong tài liệu giới thiệu về Dinh của ngành du lịch. Rất nổi bật là mặt tiền của Dinh với 3 tầng lầu và cột cờ sổ dọc tạo thành chữ vương trong Hán tự. Nhưng bên trên lại có một cái tum giống như một dấu chấm ở trên đầu chữ vương, lại tạo thành một chữ chổ. Lúc ấy ông Thụ diễn tả chữ chổ này theo nghĩa là chúa. Tuy nhiên trong bài viết đăng trên trang mạng, ông Trần Lê Quang, cựu bộ trưởng Bộ Cải cách Điền địa dưới thời của ông Diệm, tiết lộ một câu chuyện khác về ý nghĩa của chữ chổ. Ông Quang viết: một tâm sự của
của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, nay đã qua đời, được một người bạn ghi nhớ và tường thuật lại như sau. Ngô Viết Thụ cho rằng, khi ông sáng tạo sơ đồ của Dinh Độc Lập mới, Đường Sự có ý định thiết kế với nhiều tầng lầu ngang, dài, giống nhau, hình hán tự chữ vương, theo ý nghĩa Ngô Viết Thụ, vương có nghĩa là vua. Nhưng kiến trúc sư Thụ cũng cho biết rằng ông cố ý cho thêm ngay ở giữa tầng cuối một chữ, tầng thượng nhỏ như một lép phẩy trên chữ hán tự là chữ vương, để chữ hán tự đó trở thành một chữ khác, đó chính là chữ chủ, và không còn ý nghĩa của chữ vua nữa. Ý kiến của Ngô Viết Thụ và các nhân vật chính trị Việt Nam, nếu có cơ may cư ngụ tại Dinh Độc Lập mới thì chỉ là những người chủ nhà tạm thời mà thôi. Các đương sự phải hành xử như thế nào với dân và thời cuộc tại Việt Nam mới mong về sau được trở thành như một nhà vua. Và ông Trần Lê Quang phân tích thêm về sự khác nhau trong ý nghĩa của hai chữ nói trên. Tin tưởng của Ngô Viết Thụ rõ ràng bị ảnh hưởng bởi thuyết phong thủy tại Trung Quốc cũng như tại Việt Nam ngày xưa. Dư luận thường cho rằng ân huệ được làm vua là ân huệ trời cho, có thể truyền lại trong trật tự cho con cháu kế thừa của nhà vua hay cho người kế thừa được lựa chọn. Nhưng nếu thêm một dấu phẩy trên đầu chữ hán tự của chữ vương, một nét phẩy, thì chữ đó lại trở thành chữ chủ, như chữ chủ nhà, chủ tịch, chủ sự, dân chủ, vân vân. Các chức vụ mà có chữ chủ thông thường không phải là trời cho mà là người cho. Các đương sự thụ hưởng chức vụ đó phải hành xử như thế nào với thành viên của cộng đồng liên hệ mới được hưởng thụ, mới được hưởng cái chức vụ mà cộng đồng giao phó, thông thường trong một thời gian có hạn mà thôi. Ba chính là cái câu chuyện mà ông Nguyễn Văn Thiệu đã chấn yểm cho Dinh Độc Lập. Câu chuyện về ông Nguyễn Văn Thiệu là một con người rất tin vào thuật phong thủy. Ông ta từng mướn các thầy địa lý về quê nhà của ông ở Phan Rang tìm chỗ cát địa để đặt lại những cái ngôi mộ thân sinh ra ông. Và năm 1975, khi các đoàn quân giải phóng trên đường tiến về Sài Gòn, thì ông ta cho lập phòng tuyến Phan Rang và hô hào từ thủ để bảo vệ cái long mạch đã làm lên ngôi tổng thống của ông. Bởi vì sùng tín như thế cho nên khi vừa giành được quyền lực chính trị, ông đã quan tâm ngay đến các vấn đề nhà cửa, dinh thự sao cho phù hợp với phong thủy để ngôi vị của ông trường tồn. Nhà báo Lý Nhân đã viết những dòng mỉa mai về các hoạt động sùng tín phong thủy của ông Thiệu. Ông ta đã viết rằng, rồi không biết thầy bói sáng hay mù nào đó đã qua quân sư cho ông Thiệu phải yểm, vì Dinh Độc Lập là đầu của con rồng và cái đuôi của nó kéo dài mãi tới công trường chiến sĩ của Pháp xây dựng ở đường Duy Tân và Trần Quý Cáp. Thiệu nghe như vậy cũng run lên, đã bí mật cho một số học sinh, sinh viên kéo tới đập phá tượng đài chiến sĩ vong trận của Pháp và cho đào một cái hồ có mô tháp cao đặt tên là Công trường Quốc tế. Nhưng người dân Sài Gòn gọi nôm na là Hồ Con Rùa, vì ở hồ này có một con rùa làm bằng đồng nằm ở dưới chân tháp. Theo huyền thoại của thầy địa lý nào đó nói rằng Thiệu muốn yên vị ở phủ đầu rồng thì phải xây cái hồ ở công trường chiến sĩ, vì đó là cái đuôi của con rồng, lại phải chấn điểm để cho nó khỏi quậy lung tung thì sự nghiệp mới bền vững. Bởi vậy bên trên con rùa đó có cái tháp cao tượng trưng cho cái đinh để cắm xuống đuôi con rồng. Ngoài việc
xây hồ, con rùa, ông Thiệu còn cho trấn yểm bùa ở trước cổng dinh Độc Lập. Điều đó cũng phát nguyên từ lời khuyên của thầy địa lý rằng tuy dinh được xây cất lộng lẫy, bố trí độc đáo, nhìn bình diện từ trên cao xuống, mặt bằng dinh có hình chữ cát, nhưng trước mặt lại là con đường từ Thảo Cầm Viên đâm thẳng vào dinh như một mũi tên, đó là con đường Lê Duẩn ngày nay. Và đó là điều đại cấm kỵ trong phong thủy, cho nên cần phải tìm cách giải trừ ảnh hưởng xấu này. Tác giả Nguyễn Hoàng Hiệp trong sách Thế Giới Có Gì Thần Bí viết rằng nhiều người còn tán tụng từ trên cao nhìn xuống toàn bộ mặt bằng của dinh Độc Lập được xây dựng trên khu vực hình chữ cát, có nghĩa là tốt lành. Nhưng rồi có người mách con đường từ Thảo Cầm Viên đâm thẳng vào dinh như một mũi tên. Ngài Thiệu bèn trích công quỹ bỏ ra 2 triệu đồng, cậy cục thuê của pháp sư, cậy cục thuê pháp sư chấn yểm cho lá bùa chôn ngay giữa cổng chính. Đồng thời phía trước dinh ông Thiệu còn cho bố trí một rào sắt chắn đặt thường xuyên trên con lộ nhất cử lưỡng tiện, vừa tạo thành vật cản chặt đứt mũi tên theo lời khuyên của thầy địa lý, vừa chặn được những đám biểu tình đấu tranh của dân chúng. Thiết nghĩ người xưa nói ai được lòng dân thì được thiên hạ, đó đâu phải là vì đất hung hiểm mà là sự nghiệp ngắn ngủi thôi đâu. Cát chính là không được lòng dân, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân. Và đây chính là bên trong của dinh Độc Lập đấy các bạn. Bên trong này dinh thự được xây cất cũng khá là lộng lẫy, gồm rất là nhiều phòng, cũng có cả phòng tổng thống, phó tổng thống, phòng phu nhân và những cái phòng nội các. Trước mắt của chúng ta chính là phòng của phó tổng thống, phòng của phu nhân tổng thống này các bạn. Chúng ta biết cái dinh Độc Lập này rất là rộng, thành ra đi tham quan nơi này cũng mất khá là nhiều thời gian và cũng khá là mỏi chân. Đây chính là hành lang của dinh Độc Lập. Nếu như mà chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mà vẫn còn tồn tại thì cái cơ hội để chúng ta được vào cái dinh Độc Lập này cũng không phải là chuyện đơn giản đâu. Nhưng bây giờ thì dinh Độc Lập này trở thành một di sản quốc gia và họ đã mở cửa để đón khách tham quan trong nước cũng như quốc tế, và chúng ta có cơ hội được vào một trong những cơ quan rất là quyền lực cao nhất của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa để tham quan. Và chúng ta biết là cái phòng tổng thống, phó tổng thống cũng như phòng nội các của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa nó như thế nào. Và trong này tất cả những cái vật liệu được xây dựng ở đây đều là những cái vật liệu rất là quý và hiếm. Đây là một cái phòng mà các lãnh sứ quán họ sẽ nộp thư khi mà nhận chức ở Việt Nam, thì họ sẽ dâng cái quốc thư lên tổng thống ở cái phòng này các bạn. Đây là khu gia đình của tổng thống. Nơi này khi mà tổng thống còn đương nhiệm, mà trong này nơi này được bảo vệ một cách khá là nghiêm ngặt, vì đây chính là đầu lão của một quốc gia.
Đây là những cái kỷ vật mà người ta đã tặng cho ông Thiệu. Đây là quà tặng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Người ta tặng cũng khá là nhiều những cái đồ khá là kỳ, như là những cái mô hình của những cái chiếc thuyền, rồi là cái chân của con voi, cái chân rất là to. Có lẽ đây là món quà của đồng bào Tây Nguyên. Tôi đoán thôi các bạn, Tây Nguyên rất là nhiều voi. Còn đây chính là phòng ngủ của Tổng thống và phu nhân. Thực ra khi chúng ta ngó vào cái phòng ngủ của Tổng thống và phu nhân cũng khá là giản dị các bạn. Chỉ có một cái giường khá là to, phòng cũng tương đối là rộng bằng một cái khách sạn. Xung quanh phòng này có một cái bàn ngồi uống trà, một cái kệ để tivi, một cái tủ để quần áo, rất là giản dị thôi. Còn đây chính là cái khuôn viên cho gia đình Tổng thống Thiệu ra đây có thể là ngắm cảnh nghỉ ngơi. Phía trước thì chúng ta thấy có một cái hòn Long Bộ. Và đây là trên tầng 2 của dinh Tổng thống đấy các bạn. Còn đây là phòng ăn. Phòng ăn thì người ta đóng cửa bởi vì người ta có bày biện những cái khăn trải bàn, rồi là bát đĩa, thì người ta đóng cửa không để cho bụi bặm nó bay vào. Chúng ta sẽ đi tham quan hết cái dinh Tổng thống này, xem đẹp tới cỡ nào các bạn nhé. Mình quay cũng khá là kỹ. Phòng khách của Phó Tổng thống, chúng ta thấy ông Nguyễn Cao Kỳ. Phòng của Phó Tổng thống cũng khá là đẹp. Từ trên tầng 2 chúng ta nhìn xuống cái sân của dinh Độc Lập, mà theo như người ta nói rằng là nó có hình chữ cát. Phía trước chúng ta đó chính là đường Lê Duẩn đâm thẳng vào dinh Độc Lập. Đó là một cái điểm cũng không hay cho lắm về mặt phong thủy. Còn đây chính là cái hành lang bên ngoài dinh Độc Lập. Trước mặt chúng ta chính là thư viện. Thư viện này bây giờ những cái sách vở thì phần lớn là những sách vở lịch sử của chúng ta thôi, còn sách vở cũ thì không còn. Một cái thư viện cũng khá là đẹp, vừa đủ cho gia đình Tổng thống sinh hoạt. Có thể là gia đình Tổng thống và Phó Tổng thống và một số những quan chức cấp cao, như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng. Tất nhiên là những trong sách trong này chúng ta không thể đọc được, người ta khóa rất là chặt.
Đây chính là phòng khách của phu nhân của tổng thống tiếp đón những phu nhân của tổng thống các nước khác đến thăm Sài Gòn. Thì sẽ được phu nhân của ông tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tiếp đón. Một cái phòng cũng được bài trí một cách rất là gọn gàng. Phần lớn ở đây chúng ta thấy toàn những cái bàn ăn đồ uống thôi. Còn đây chính là phòng chiếu phim. Cái phòng này có lẽ là đủ cho cả cái nội các của Nguyễn Văn Thiệu ngồi đây để xem phim. Thì cái phòng này cũng tương đối rộng và khá là nhiều hàng ghế. Ở dưới hành lang chúng ta thấy còn có cả một cái bàn bia và đàn. Nếu mà tổng thống, phó tổng thống mà căng thẳng có thể ra đây chơi đàn hoặc chơi bia. Còn đây là phòng giải trí. Rất là nhiều phòng các bạn. Phòng này chúng ta thấy có cà phê, có sâm banh, có rượu. Và có cả những đồ chơi giống như kiểu chơi xúc xắc đấy các bạn. Và trên tầng thượng của Dinh Độc Lập thì chúng ta thấy có một chiếc máy bay để đưa đón tổng thống đi trinh sát cũng như đi làm việc ở các vùng chiến thuật. Đây chính là cái phòng người ta đựng để những cái máy chiếu phim để phục vụ cho những người làm việc ở Dinh Độc Lập. Đây là chiếc trực thăng UH-1 do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ. Hai cái vòng tròn màu đỏ kia đó là lời mà quân đội Việt Nam giải phóng đó, họ đã bỏ bom trúng vào hai cái vị trí này các bạn. Và bây giờ người ta vẫn còn đánh dấu để giữ lại những cái lịch sử của ngày xưa cho khách tham quan có thể tận mắt được thấy những cái di tích, những cái di sản của chiến tranh. Đây là tầng thượng. Tầng thượng này bây giờ chủ yếu là người ta bán những cái hàng lưu niệm cho khách du lịch thôi. Và video mình làm về Dinh Độc Lập sẽ tạm dừng ở đây. Nếu thấy hay các bạn có thể ấn nút subscribe và chia sẻ. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.